đang đến với kênh YouTube Báo VietnamNet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Ông Putin tuyên bố chiến dịch phản công của Ukraine thất bại hoàn toàn. Theo Reuters, trong ngày 16 tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trong một sự kiện ở thủ đô Moscow. Tại đây, chủ nhân Điện Kremlin nói rằng chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại hoàn toàn và Kiev sẽ sớm phải nhận những hậu quả không thể khắc phục. Tổng thống Putin nhắc lại rằng đội ngũ đàm phán của Ukraine đã thừa nhận việc Kiev từng sẵn sàng đi tới một thỏa thuận với Moscow trong những tháng đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng đã thay đổi ý định sau chuyến thăm của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson. Họ không phải là đồ ngốc sao, nếu Ukraine không bị thuyết phục bởi ông Johnson thì cuộc xung đột đã sớm kết thúc. Điều này là minh chứng cho sự thiếu tự chủ của Kiev, ông Putin nói. Cũng theo ông Putin, việc Ukraine không kích lãnh thổ Nga trong thời gian gần đây là động thái nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi chiến dịch phản công kém hiệu quả. Quân đội Nga đang nắm quyền chủ động tại tiền tuyến. Nếu tình hình không có gì thay đổi, Ukraine sẽ sớm đón nhận những hậu quả không thể khắc phục, chủ nhân Điện Kremlin cảnh báo. Khi được hỏi về khả năng tổ chức các cuộc đàm phán trong thời gian tới, ông Putin nói rằng những ý tưởng mà Kiev đưa ra là những công thức mang tính cấm đoán với tiến trình hòa bình. Theo Pravda, trong ngày 16 tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen ở Davos, Thụy Sĩ. Tại đây, ông Zelensky và bà von der Leyen đã thảo luận về tiến trình gia nhập EU của Ukraine và nhiều vấn đề khác. Ông Zelensky và bà von der Leyen đã thống nhất việc bắt đầu quá trình sàng lọc và đánh giá luật pháp của Ukraine sao cho phù hợp với luật pháp của EU. Ngoài ra, ông Zelensky cũng nhấn mạnh sự cấp thiết của việc giải ngân khoản hỗ trợ 50 tỷ euro cho Kiev. Phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết. Trong khi đó, đại diện EC nói rằng bà von der Leyen đã cam kết duy trì các nguồn lực để tái thiết và cải cách Ukraine thông qua một quỹ chuyên dụng. Trái tim của chúng tôi đứng về những người lính Ukraine ở tiền tuyến. Niềm tin vào một tương lai với EU sẽ cho họ sức mạnh, bà von der Leyen nói. Tại Davos, Tổng thống Zelensky cũng đã gặp gỡ các quan chức cấp cao như Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.